dành trời ơi bố trời ơi trời đúng rồi trời ơi đi mà đang trả ra để anh chơi à. Bây giờ mẹ đang quan sát các con đá banh đấy, các con đá banh giỏi cho mẹ xem nào. Mẹ anh không biết đá banh vì mẹ anh hơi đau cái chân. Để cho anh chơi. Sao con? Rồi trả banh cho anh. Rồi em ơi em lại đây nào. Đấy là banh của anh, mình chỉ mượn một tí thôi. Em gái cưng đang leo hả? Ôi cha ơi, gái cưng. Ôi trời, đau đầu gái cưng hả? Rồi. Ok, mẹ đang nhìn em đây. Wow. Anh hai đang làm gì đấy con? Anh hai giỏi vậy. Anh hai xoay cho mẹ xem nào. Anh hai xoay cho mẹ xem nào. Wow. 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 Anh hai giỏi thế nhở. Anh hai xoay giỏi thế nhở. Em ơi đừng, mình phải cùng nhau. Bon sang bàn bên kia đi bon. Rồi bon sang bàn bên kia nào. Con ơi. Thiên An ơi. Ờ, bị chóng mặt xoay vòng rồi à con? À cái đó bị hư, em Thiên An đang sửa. Em sửa giúp đi em sửa nó đi. Wow, anh hai, quá tuyệt vời luôn. Anh hai quá tuyệt vời luôn. Anh hai xoay tiếp cho mẹ xem nào con. Anh hai không làm được á. Nãy giờ mẹ thấy anh hai làm được. Ok mẹ anh giúp đẩy Phúc An đúng không? Anh hai nắm chặt nha. Rồi 1 2 3. Trời ơi anh hai giỏi chưa. Rồi từ mẹ xoay nha. Từ nè. 2 3. Cẩn thận kẻo đập cái đầu nha. Cẩn thận kẻo té nha. Bon. Bò, úi dồi, đứng lên đi nào. Thế à, mẹ anh đẩy thêm một lần nữa là thôi nha. 1, 2, 3.
giỏi lắm. Thôi con ạ, mẹ không đẩy thêm đâu, mẹ qua với em đây. Ok, em cao lớn rồi, mẹ biết em cao lớn. Em cao lớn chưa? Ô, em muốn lên chỗ này hả? Em lên được không? Chị ơi, bế em được không? À, chị bế giúp đi. Leo lên, cố lên. Em ơi, em làm sao vậy? Cùng nhau mà con. Cùng nhau mà. Để bon lên đi, bon lên bên này để bon bập bênh với em đi. Hai bạn bập bênh với nhau nào. Bập bênh. Trời ơi. Thích chưa? Trời ơi, bọn em giỏi thế nhỉ? Biết đẩy chân luôn. Biết đẩy chân luôn. Anh hai ăn gì đó con? Phúc An ăn gì đó con? Phúc An, Phúc An, con ăn cái gì đây? Ăn đá hả? Ôi ơi, sao lại ăn đá vậy? Ô, nhìn chị bảo anh kìa, chị bảo anh chân dài chưa? Chị bảo anh cao lớn. Anh hai cao lớn luôn hả? Anh hai có cao lớn không? Đâu chân dài đâu? Đâu chân dài đâu? Ui ôi, cái chân của em dài á. Chân chân của Thiên An làm sao? À, cái dép ở đằng kia. Thì con phải gọi, con phải chạy lại đằng kia. Thôi đi lấy dép. Ừ, bon. Đi chưa biết đi mà biết trèo. Bon trèo lên đi bon. Bon trèo đi bon. Bon trèo lên với anh hai đi con. Rồi, Phúc An. Cẩn thận tay em. Rồi, con leo lên. Đúng rồi, tuyệt vời. Phúc An xích qua bên này đi con. Phúc An xích qua bên này, nắm tay đu ở đây, nâng đu xà cho mẹ xem nào. Anh hai đu xà ra ngoài này được không? Được không? Rồi đu xuống bên này được không? Đu bên này này. Đi qua bên này đi con. Đi qua bên này. Anh hai đi qua bên này luôn được không? Đi sang đây được không? Đi bằng cái tay. Đi bằng cái tay, di chuyển bằng cái tay. À, chưa được á? À, cầm cái muỗng cho con để con di chuyển đúng không? Rồi. Rồi, di chuyển bằng cái tay nào, di chuyển bằng cái tay. Di chuyển bằng cái tay sang bên này.
Chính xác rồi, chính xác rồi. Đi bằng cái tay đi, đúng rồi. Đúng rồi, sắp sang được bên kia rồi. Sang bên kia luôn. Tuyệt vời, sang bên kia luôn. Tuyệt vời, sang luôn nào. Cố lên, sắp sang bên đây rồi. Yeah. Tuyệt vời anh hai. Yeah một cái, yeah một cái nào. Yeah một cái. Yeah. Rồi, anh hai không chờ tiếp à con? Nhưng mà mẹ cầm cái này cho bởi vì là rất là khó trèo. Trời ơi bon. Rồi để anh hai trèo nha. Rồi đi sang nào anh hai ơi. Đi sang. Giỏi lắm, đúng rồi. Đi cái tay, đi bằng tay, đi bằng tay. Ồ. Ồ, em bon kìa. Đi chưa biết đi mà giỏi chưa kìa. Đúng rồi, Phúc An rất giỏi. Yeah. Trời tuyệt vời luôn, tụt xuống. Lại yeah với mẹ cái nào. Yeah cái nào. Em Thiên An ơi, nhìn anh hai nè. Anh hai giỏi nè. Đừng con, đừng nghịch em còn nhỏ. Rồi, anh hai lại leo tiếp à con. Trời ơi, bon bon kìa. Bon bon kìa, bon bon. Ô, đạp đầu anh hai. Rồi, em nhìn xem anh hai này. À, em bon rất là sai rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ anh hai leo nào. Đưa đây, mẹ cầm cho em. Rồi. Trời ơi, anh hai giỏi chưa? Nhìn thấy anh hai giỏi chưa? Đi bằng tay chưa? Giỏi chưa? Quá tuyệt vời luôn. Em Thiên An làm được giống anh hai không? Em Thiên An ơi. Trời ơi, Phúc An quá là siêu. Phúc An nhìn kìa. Phúc An cao lớn thật rồi. Con ơi, Thiên An. Thiên An từ từ con nha. Thiên An phải từ từ nha. Thiên An phải từ từ con nha. Mẹ đâu? Rồi đi xuống nào con. Đi xuống nào con. Em đá đi em chạy đá banh đi, em chạy đá banh sang đây này. Nó đâu phải banh kia đâu mà đánh con, đâu phải banh bóng rổ đâu mà đánh, đập. Em Thiên An ơi vào đây đá này con. Em Thiên An vào đây đá đi con. À thấy anh làm. Em thấy anh làm em làm theo đúng không? Em lại mượn bóng của anh đi. Em mẹ cầm cái đấy cái muỗng cho em nào. Rồi, em phải ôm. Em ôm cái này đi. Rồi, em đi xuống nào. Em đi xuống đi. Rồi, tới anh hai thì leo cái này nào. Đi qua bên kia. Cố lên chàng trai ơi. Rồi xích ra nào em ơi, để anh hai đi nào. Em cố lên để xích ra để anh hai đi nào. Anh hai rất giỏi. Em ơi.
Anh hai rất là khỏe mạnh đấy con ạ. Anh hai rất là khỏe mạnh. Đúng rồi, tuyệt vời luôn. Tuyệt vời, ôi trời. Rất cố gắng, anh hai rất cố gắng nha. Anh hai ăn trong miệng trước. Cố lên nào. Rồi, rất giỏi. Wow, anh hai rất giỏi nha. Siêu nha. Tuyệt vời. Rồi leo tiếp nào, leo tiếp nào. Tiếp được không?